Vâng, chào các bác. Thì hôm nay bên em sẽ đưa tới các bác một cái dòng dao làm nông nghiệp đi rừng, dòng dao đa năng nhá. Thì đây là những cái dao phát này, và cái này thì cũng chi tiết với các bác một chút này. Cái này nó thay cái lưỡi liềm và thay cả cái khâu liềm giật cành đấy. Khi các bác mà muốn giật cành cao, các bác có thể sử dụng chiếc dao này nhá, nó vô cùng là sắc bén nhá. Đấy, thì với những cái dòng dao này thì như bên em thì các bác biết, bên em cung cấp tất cả những cái dụng cụ đi rừng làm nông nghiệp, thì những con dao này thật sự nó rất chi là hữu ích nhá. Thế thì cũng rất nhiều bác hỏi, thì hôm nay em sẽ đăng tải lên để các bác nào cần thì liên hệ tới bên em. Cái này là nó thay cái liềm này, các bác có thể sử dụng cắt cỏ này, giật cành cây này đều ok hết nhá, rất chi là chắc chắn. Cái chất ống của nó thì bằng thép nhá. Và với cái dòng dao này thì giá của nó rất chi là hợp lý nhá. Các bác mà làm vườn, làm nông nghiệp đi rừng mà đang cần thì alo tới bên em. Đấy, nó có ưu điểm mà nó cũng có một cái nhược điểm là cái này nó không có cái lót nhá, không có vỏ, không có vỏ bao. Thì các bác nhà mình có thể về tự chế. Tự chế các bác có thể cắt cái mảnh vải bò đấy, quần bò cũ dày đấy, các bác khâu vào làm thành một cái túi để đựng cho nó an toàn. Đây thì đây là cái con dao phát nhé. Con dao này là con dao giật cắt cỏ, các bác có thể phát cỏ này bằng cái con dao này. Đấy, thì cái này nó có hai dòng, một dòng to và một dòng nhỡ nhá. Ví dụ như đây là cái dòng nhỡ, là cái dòng nhỏ hơn này. Cái này thì sử dụng, nói chung là con nào sử dụng rất chi là dễ. Sử dụng cực kỳ là dễ, vô cùng là sắc ngọt luôn với cái dòng dao này. Thì với những cái dòng dao này thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ, em sẽ gửi đến tận tay các bác. Đây là những cái dòng dao phát giá rẻ, giá mấy chục nghìn cũng có, trăm hơn trăm cũng có các bác ạ. Và với cái dòng dao phát đi ra đi rừng nhé, với cái dòng này là dòng phát ở đây này. Với cái con dao phát như thế này thì các bác dùng nó sẽ dễ hơn ở những con dao kia nhiều. Nó nhẹ nhàng, nhẹ lắm. Mà chất của nó rất chi là dày dặn nha các bác nha. Vô cùng là sắc ngọt luôn. Các bác nhìn đây là cái ống kẽm của nó đây, búi hàn này. Cái này thì các bác có thể đi rừng để phát quang nhé, phát giật nhé. Cái này cũng có hai kích cỡ nhé. Bên em có một cỡ to, một cỡ nhỡ. Đấy, các bác mà thích dùng cái cỡ nào thì alo tới bên em. Đây là cái cỡ to này. Đây là cỡ to này các bác này. Cái này thì nó dày và trọng lượng nó sẽ nặng hơn nhé. Đây, các bác nhìn này, vô cùng là sắc ngọt. Đây là con dao phát nhé. Đấy, lần trước thì bên em cũng gửi tới các bác cái dòng dao to, dòng con dao đánh dao to ấy. Nhưng mà bây giờ thì thấy con này nó tiện lợi hơn, rất chi là tiện lợi và nhiều bác dùng. Thì em sẽ gửi tới các bác cái dòng này nhé. Các bác nào mà đang cần thì alo tới bên em. Em sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé. Thì bên em rất chi là nhiều đồ. Khi các bác mà mua những cái dụng cụ của bên em, có thể các bác mua thêm một con dao này, giá thì các bác sẽ đỡ ship rất là nhiều. Các bác có cần dao cắt chuối không ạ? Các bác nhà lông có cần dao cắt chuối không? Đây là dao cắt chuối này các bác này. Con dao này có một đợt nó rất chi là hiếm, tìm không có. Thì hôm nay bên cơ sở em có nhé. Đây là dao cắt chuối này. Cái này thì nó có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà tiện lợi vô cùng mà nó sắc lắm. Cái này thì nói thật, trước thì nhà em bán chuối, em cũng sử dụng rất nhiều rồi. Nó là dao hàng Trung nhá, cực kỳ là sắc ngọt luôn. Cái chất thép của nó cũng tốt. Cái này thì em sử dụng quá nhiều rồi. Đấy, thì mỗi một con dao này thì các bác mà khi mua những cái sản phẩm, các bác mua kèm. Bởi vì bên em thì rất nhiều đồ để gửi cho các bác. Các bác mà quan tâm, muốn tham khảo tất cả những cái sản phẩm của bên em thì đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký kênh nhé. Để mỗi lần em sẽ chia sẻ với các bác về một cái dụng cụ của bên em rất chi là hữu ích. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác.